Sáng nay, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm bằng hình thức trực tuyến với các điểm cầu quận huyện. Từ đầu năm đến nay, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật trên địa bàn thành phố tăng cao so với cùng kỳ năm ngoái. Qua 6 tháng, Viện Kiểm sát Nhân dân 2 cấp đã tiếp nhận mới tăng 119 tin báo, khởi tố mới tăng 3 vụ án với 59 bị can. Tổng thủ lý điều tra 768 vụ với 1.343 bị can và truy tố 396 vụ với 778 bị can. Nguyên nhân chủ yếu là do sau khi thực hiện chủ trương thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch COVID-19, các hoạt động xã hội mở cửa trở lại, tình hình vi phạm và tội phạm có diễn biến phức tạp. Về tình hình tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính, công tác thực hành quyền công tố đạt nhiều kết quả khả quan. Trong 6 tháng cuối năm, Viện Kiểm sát Nhân dân hai cấp Đà Nẵng tiếp tục tăng cường công tác thực hành quyền công tố, kiểm soát hoạt động tư pháp đối với các vụ án vụ việc do thành ủy chỉ đạo tiếp tục thực hiện hiệu quả phiên tòa rút kinh nghiệm theo yêu cầu cải cách tư pháp ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý chỉ đạo điều hành thực hiện số hóa hồ sơ chữ ký điện tử theo đúng kế hoạch triển khai kế hoạch tổ chức cuộc thi kỹ năng xây dựng báo cáo bằng hình ảnh trình chiếu chứng cứ tại phiên tòa